Mang 200 triệu bỏ vào thùng rác thứ hai bên bờ sông Hàn và không được dẫn theo cảnh sát đến. Nếu có cảnh sát theo dõi thì con gái của cô sẽ chết. Mẹ ơi, mẹ ơi. À. Một hành trình vượt không gian và thời gian. Sức mạnh của số phận là vô cùng to lớn, nên không thể cải số được. Một trong hai người phải biến mất thì chuyện này mới có thể kết thúc. Những cuộc đấu trí căng thẳng. Vì muốn che đậy tội lỗi của mình, nên ông mới ra lệnh cho tôi làm đủ mọi việc xong. Nếu như ông không giao đứa bé đó ra, tôi sẽ lập tức tiết lộ thân phận của ông. Sao chưa biết cháu ở đây? Những thử thách to lớn và những bí mật động trời. Cô tưởng chúng tôi là đồ ngu hả? Đem đồ thật ra đi, nếu không con gái của cô sẽ chết đó. Trả con tôi đây. Không được, trả con tôi đây. Nếu như cháu nói sự thật, chú sẽ cho cháu về với mẹ không? Dĩ nhiên. Đón xem phim truyện Hàn Quốc 14 ngày về quá khứ, phát sóng vào lúc 12 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2017.